xô diễn với nhiều nghệ sĩ có tên tuổi trong làng cải lương như nghệ sĩ Ngọc Huyền trong vai Thái hậu Dương Vân Nga, nghệ sĩ Linh Tâm trong vai Thập đạo tướng quân Lê Hoàng, nghệ sĩ Ngọc Đáng trong vai Hoàng Cố Mẫu, nghệ sĩ Lê Tín cùng các nghệ sĩ khác như Kiều Sương, Kiều Mỹ Hạnh, Nhật Thành, Gia Bảo. Đặc biệt, có hai nghệ sĩ địa phương Houston là nghệ sĩ Nguyên Bình và Lưu Kim Thủy. Kính thưa quý vị, tuồng Thái hậu Dương Vân Nga là một tuồng cổ nổi tiếng không chỉ do giá trị lịch sử và giá trị nghệ thuật mà còn được khán giả yêu thích về nội dung của vở diễn khắc họa một giai đoạn lịch sử cuối nhà Đinh và nhà Tiền Lê mà nhân vật Thái hậu Dương Vân Nga được ca ngợi như là một phụ nữ biết hy sinh cái lợi riêng tư và tình mẫu tử vì sự nghiệp đánh đuổi quân Tàu, lúc đó là thời nhà Tống năm 980. Để rồi trao ngai vàng của nhà Đinh cho Lê Hoàng, tức là vua Lê Đại Hành, mở đầu cho thời Tiền Lê. Nghệ sĩ Ngọc Huyền lần đầu tiên thủ vai này nhưng đã chinh phục được khán giả với tài diễn xuất cùng với giọng hát mượt mà đi vào lòng người mà mỗi khi chị vừa dứt một câu vọng cổ hoặc sau một màn diễn đều nhận được những tràng pháo tay dành cho chị và các nghệ sĩ tên tuổi Linh Tâm, Ngọc Đáng, Lê Tín, v.v. Có người đã chảy nước mắt khi xem Ngọc Huyền diễn tả nỗi đau đớn giữa việc mất con là ấu chúa với hy sinh để dồn quân đánh lại quân Tống phương Bắc. Khán giả lại nhiều lần hừng hực khí phách hiên ngang của bà Thái hậu Dương Vân Nga trước kẻ thù. Các ngươi có nghe lời của ta chăng? Nghe rõ! Các ngươi đã sẵn sàng rồi phải không? Sẵn sàng! Hãy cùng ta giang hàng, hãy cùng ta xông tới, nói cho bọn giặc Tống biết rằng kẻ dai xương máu phải trả bằng máu xương. Ai thích hỏi giáo gươm sẽ được trả lời bằng gươm dao. Quý vị, cái vở lịch sử này là cái giai thoại có thật trong lịch sử Việt Nam. Khi mà nhà Đinh, mà quý vị thấy là vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, thì lúc đó vua Đinh Tiên Hoàng là bà Dương Vân Nga, có nghĩa là hoàng hậu của vua Đinh Tiên Hoàng. Thì khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà rồi đó, thì triều chính bắt đầu lộn xộn tranh giành. Mà quý vị thấy ông Nguyễn Bạc cũng như là Đức Ông cũng như một số người là tranh giành quyền lực, bởi vì thập đạo tướng quân là bà Dương Vân Nga đã trao cho quyền hành binh lính trong tay của Lê Hoàng. Thì lúc đó đó thì triều đình nó đang rối ren như vậy, thì âm mưu để bắt ấu chúa, và cuối cùng thì cái sự âm mưu đó, cuối cùng bà Thái hậu Dương Vân Nga đã phải cuối cùng sẽ trao lại áo bào cho ông Lê Hoàng, để rồi ông Lê Hoàng trở thành vua Lê Đại Hành mà chúng ta thường nghe. Cho nên là bà Thái hậu của Dương Vân Nga sau đó lại trở thành hoàng hậu của vua Lê Đại Hành. Và quý vị, cái tình tiết này thì trong lịch sử có ghi rằng đó, khi mà thân mẫu của bà Thái hậu Dương Vân Nga sinh bà Thái hậu Dương Vân Nga ra đó, thì hình như với khí phách gọi là khác thường của người phụ nữ Việt Nam đó, cho nên bà khóc suốt ngày, người ta gọi là khóc dạ đề, khóc hoài không nín. Thì khi một vị tu sĩ đi ngang qua, thì một vị tu sĩ này mới đọc lên một câu thơ rằng là: nín đi thôi, một đôi vai gánh, một đôi sơn hà. Và cuối cùng thì bà Thái hậu Dương Vân Nga nín khóc, và từ đó truyền lại rằng sau này bà là hoàng hậu của hai vua, đó là vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành, mà chúng ta nói là một vai gánh vác cả đôi sơn hà, thưa quý vị. Và cái hình ảnh đó đến bây giờ thì phải nói rằng nhiều quan điểm lắm, nói rằng người phụ nữ Việt Nam lúc đấy lại sao làm lấy hai chồng làm vợ hai vua, rồi là nói rằng là bà và Thái hậu Dương Vân Nga đã có cái tình cảm riêng tư với ông Lê Hoàng, cho nên với nhường ngôi cho ông Lê Hoàng. Tất cả những cái diễn dịch đó nó đi vào những quan điểm khác nhau, nhưng mà một cái thực thể, một cái thực tế mà lịch sử luôn luôn ghi nhận nó đúng 100%, đó là ông Đinh Tiên Hoàng và cả ông Lê Đại Hành đều là những vị tướng, vị vua trực tiếp ra đánh giặc quân xâm lăng để mà giữ tròn bờ cõi của Việt Nam. Đó là một thực tế. Còn cái suy diễn về người này người kia thì đó là cái sự suy diễn thôi. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng tôi thấy có đền thờ bà Thái hậu Dương Vân Nga để tôn vinh
cái lòng dũng cảm tôn vinh cái công đức của bà trong việc gìn giữ trọn vẹn bờ cõi Giang Sơn gấm vóc. Và Xuân Phương có điều gì muốn nói phải không ạ? Vâng, Xuân Phương thấy anh Hưng Yên kể hết chuyện giống như mình coi phim mà được người ta kể ra hết rồi quý vị, hết hay hả quý vị? Vâng, Xuân Phương nói giỡn thôi, nhưng mà thiệt ra thì quý vị thấy anh Hưng Yên rất là anh tường lịch sử Việt Nam. Xuân Phương thì rời khỏi Việt Nam hồi còn nhỏ cho nên những cái chuyện như vậy muốn biết đó thì cứ phải đi kiếm anh Hưng Yên hỏi. Mà anh Hưng Yên thì hỏi một đó thì ảnh trả lời tới 3-4 lần đó quý vị. Chúng tôi nhìn xuống phía dưới đó Xuân Phương, Hưng Yên thấy có nhiều vị quý vị đã chảy nước mắt bởi vì cái hình ảnh chị Ngọc Huyền diễn rất là đạt khi mà người phụ nữ phải dứt tình con để mà vì nghiệp lớn phải đưa quân ra phía Bắc để mà giữ gìn bờ cõi, trong khi đứa con thì phải hy sinh. Và ngoài bên cạnh những cái lời lẽ cương quyết mạnh mẽ đó, quý vị thấy một tấm lòng rất nhân hậu, một cái gì đó, một tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Và cái bi kịch giữa người mẹ và bi kịch của lòng yêu nước, nó dày vò bà Thái hậu Dư Văn Nga mà chúng ta ngồi chúng ta xem. Có nhiều vị chúng tôi thấy là chảy nước mắt. Đó là những điều mà chúng ta thấy vở diễn đã thành công. Để mà quý vị ngồi lại tới bây giờ để mà tiếp tục giữ khí thế ấy, thì chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn và rất là cảm động khi mà vở cải lương này đã giữ lại quý vị một cái tinh thần và yêu cải lương và yêu cái truyền thống của cha ông. Thế còn những binh sĩ không tên đóng góp cuộc đời cho sự nghiệp này, sao họ không kể lễ với ai và cũng không nhờ ai kể lễ? Ta nghĩ rằng có phải chăng vì họ nghĩ họ chỉ đóng góp công lao nhỏ nhoi vào trong sự nghiệp chói lòa của đất nước, tổ quốc, dân tộc, nên có chi đâu mà họ đòi chức tước phẩm hàm. Có lẽ nào ta không sánh được với những người dân đang lặng lẽ quên mình. Họ dùng máu làm mực để ghi chữ vàng trên trang sử, nơi xa tắc lâm nguy lửa xâm lăng rực hồng nơi biên địa. Không nên quay lưng với hiểm họa cận kề mà phải kết đoàn chống giặc ngoại xâm. Ở hoàng cung ta hằng bất rực vì không lo tròn câu nợ Phương dành cái microphone của anh Hưng Yên bởi vì có một tin rất là nóng, breaking news quý vị. Ở Hà Nội ngay bây giờ đang có một cái cuộc biểu tình ở ngay tại Hồ Quận, ngay tại quận Hoàng Kiếm. Và theo cái những cái thông báo mới đây trên mạng đó thì cái cuộc biểu tình tập hợp bắt đầu từ lúc 10 giờ ở Hà Nội. Và cũng ngay 10 giờ ở Sài Gòn cũng có những cái cuộc tập hợp. Cảm ơn. Nhưng mà ở Sài Gòn thì bị công an chìm cũng như công an nổi đàn áp khá là mạnh. Trong khi ở Hà Nội thì cái khí thế cao hơn. Hiện giờ thì nói có khoảng từ 500 đến 600 người. Ở tại Hà Nội, còn ở Sài Gòn thì vẫn chưa biết được cái con số chính xác, tại vì hình như họ cũng chưa có tập hợp được thành một nhóm đông đảo. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trước tin tức này quý vị cho một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần cho người trong nước ạ. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, ngay trong lúc này phải thật là chúng ta nghĩ rằng là vở tuồng Thái hậu Dư Văn Nga, cái ý nghĩa nó đã trở nên gấp bội lần
khi mà người trong nước đã đang xuống đường tuần thứ 8 rồi, kính thưa quý vị, 8 tuần liên tiếp, 8 chủ nhật liên tiếp, người trong nước đã xuống đường để chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng. Và hôm nay chúng ta hàng gần 1.000 người đã ở đây để cùng tôn vinh và phát huy tinh thần chống giặc Tàu của tổ tiên ta. Và đúng là hình như có duyên rồi, Xuân Phương ơi. Vâng. Và không biết quý vị có nghe nói không, thì đặc biệt trong chủ nhật này thì có cái lời kêu gọi là khuyên các thiếu nữ cũng như các phụ nữ mặc áo dài để đi biểu tình, để nói lên cái tính chất anh thư của những người phụ nữ Việt Nam. Và một số hình ảnh mà Xuân Phương kiếm được, thấy, nhận được từ ở bên Việt Nam đó quý vị, thì rõ ràng có những người phụ nữ đã mặc áo dài, đã chụp hình để mà đi ngay đứng đầu trên những cái đoàn diễn hành. Thì thật là những cái hình ảnh đẹp, phải không quý vị? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, lại thêm một cái ý nghĩa trùng hợp nữa. Khi mà tuần vừa rồi thì các nhà nhân sĩ trí thức, kính thưa quý vị, 20 người trí thức nhân sĩ là những vị giáo sư tiến sĩ rất có tiếng, rất có uy tín, và cả những tướng lãnh của Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi dân chúng tiếp tục biểu tình để chống Trung Cộng. Và trong lần này thì có một số người kêu gọi rằng mặc áo dài, thì ở đây thấy hậu Dương Văn Nga cũng mặc áo dài đó, Xuân Phương. Dạ vâng, kính thưa quý vị, thật là hay. Và trong cái màn cuối cùng, quý vị nghe những lời diễn, những lời đọc của nghệ sĩ Ngọc Huyền, thì phải nói quý vị thấy thật là cảm động, thật là khí phách. Khi mà câu cuối cùng đó, Hưng Yên nhớ không chính xác lắm, ai gọi là ai làm đổ máu xương thì phải trả bằng xương máu, ai chơi bằng giáo gươm thì phải được trả bằng gươm giáo. Kính thưa quý vị, rất là hay. Và Trung Cộng xâm chiếm Việt Nam thì đương nhiên người Việt Nam, không kể người Cộng sản, thì phải đứng lên để biểu tình, và người hải ngoại cũng sẽ đứng lên để mà hỗ trợ cho người trong nước chống lại quân Tàu. Và kính thưa quý vị, màn sau nữa sẽ kế tiếp những hình ảnh rất là khí phách, rất là anh hùng của người Thái hậu Dương Văn Nga cùng những người yêu nước. Mà chúng tôi cũng phải kể lại một chút, lạm dụng một chút. Khi mà quý vị nghe tin tức của đài đó, quý vị thấy là những hình ảnh mà công an dẫm đạp lên mặt người biểu tình, 4 người công an xách tứ chi của người biểu tình mà khiêng lên xe, quý vị thấy thật là gọi là đi ngược lại với sự tiến bộ của văn minh, phải không ạ? Khi một con người ta xách lên như lợn, như heo như vậy, thì quả thực chúng ta không nghĩ tới Cộng sản đi, chúng ta không nghĩ tới cái việc gì, nhưng mà nghĩ tới một người mà bị chính quyền cầm tứ chi như vậy để khiêng lên, để rồi dẫm đạp lên mặt, thì quý vị thấy quả thực rằng là chúng tôi không thể kìm được cái sự tức giận, mà quý vị đây cũng không thể nào tha thứ được những hành động đó. Khi một con người bị vi phạm trắng trợn, khi họ thể hiện tình yêu nước, tình yêu nước và cái tấm lòng bảo vệ non sông gấm vóc của mình mà bị chà đạp, bị hành hạ như vậy, quả thực là chúng tôi có đồng cảm cùng với khí phách đó. Và chúng tôi kêu gọi quý vị, nếu mà tại hải ngoại, tại Houston này có những cuộc biểu tình để chống Trung Cộng, Việt Cộng, thì quý vị cố gắng sắp xếp thời giờ để góp lời tiếng nói. Người trong nước người ta bị cấm cản, người trong nước bị công an đàn áp, nhưng mà người ta vẫn xuống đường, huống chi là người hải ngoại chúng ta ở hải ngoại này bị được tự do mà chúng ta không tham gia, thì quả thực chúng ta thật sự là đôi khi thật là đáng tiếc, kính thưa quý vị. Thì quý vị thấy tình hình Việt Nam chúng ta hôm nay cũng không khác gì cách đây mấy ngàn năm, phải không quý vị? Cũng vừa giặt ngoài mà vừa giặt trong nữa. Có lẽ là chúng ta càng phải đoàn kết hơn để mà vừa đánh giặt ngoài, vừa loại bỏ hết những kẻ gian ở trong. Thì bây giờ chúng ta, trong khi chờ đợi, thì chúng tôi đề nghị đoàn diễn khi nào mà xong đó thì nhớ cho chúng tôi biết để chúng tôi nhường sân khấu cho khán giả. Thì khi nào xong thì cố gắng cho chúng tôi biết sớm nhất. Nhưng mà phải nói lại, chúng ta quay lại cải lương đi, Xuân Phương. Hồi nãy giờ nói biểu tình nhiều quá. Quý vị thấy rằng là trong số quý vị đây, chúng tôi biết có rất nhiều quý vị rất yêu thích cải lương. Nhưng mà trong số này cũng có những vị không yêu thích cải lương lắm mà đến vì ủng hộ tinh thần. Và cũng có quý vị rằng là không thích nhưng mà vì bị kêu gọi quá cho nên đi để cho người nhà vui lòng. Nhưng mà tất cả cũng phải đồng ý với chúng tôi rằng là sau khi mà chúng ta xem, chúng ta cũng thấy hay chứ, phải không ạ?
Bây giờ thế này đi, để cho chúng tôi câu giờ đó, thì chúng tôi xin hỏi cô. Hồi nãy giờ cô xem thì cô chia sẻ cái tâm tình của cô như thế nào thưa cô? Thì cái chương trình này Ngọc Quyền và đài BVM dành những sức là công phu, dùng tiếng là vĩ đại. Thì cái chương trình này theo tôi thấy đài BVN, Quốc Bình và Hưng Yên nên tổ chức nhiều lần như thế để chúng ta đến để xem và nhớ nền văn hóa của Việt Nam chúng ta. Vâng, thì theo Kiều Lệ Tâm thấy thì những chương trình này phải duy trì mãi ở hải ngoại này để chúng ta nhớ mãi và con cháu chúng ta đừng quên nguồn cội của người Việt Nam. Dạ, vâng. Vì chúng ta là người Việt Nam. Cảm ơn cô Kiều Lệ Tâm. Kính thưa quý vị, Xuân Phương ơi, có lẽ là mời Xuân Phương tới đây. Cô Kiều Lệ Tâm, quý vị cũng đã biết, cô cũng là người đã tham gia nhiều ở cải lương tại thành phố Houston của chúng ta. Và xin cảm ơn cô Kiều Lệ Tâm ạ. Dạ, cảm ơn Nguyên. Chúng tôi thấy bây giờ cho Xuân Phương chọn một người để phỏng vấn đi. Có bác đây được không? Thì trước khi Xuân Phương phỏng vấn bác thì Xuân Phương mới nhận được một cái tin vui. Quý vị, tất cả những quý vị ở đây không những đến đây để ủng hộ tinh thần mà có một số quý vị cũng mới nói với Xuân Phương là xin được ủng hộ thêm về tài chính cho đài để giúp đài tiếp tục có những cái chương trình cải lương đặc sắc như ngày hôm nay. Thì vừa rồi là anh David Trần của công ty Độ Trần Construction, ảnh có nói với Xuân Phương là tuy là ảnh đã có bảo trợ rồi nhưng mà anh ta cùng một số bạn bè muốn xin được bảo trợ thêm ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh David và những người bạn của anh. Dạ vâng. Cảm ơn David và kính thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận tất cả những tấm lòng của quý vị, nhưng mà quý vị đến đây là chúng tôi vui lắm 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 rồi ạ. À. Dạ vâng. Và có bác ở đây, chào bác. Bác có thể đứng lên để quay đèn xuống được không ạ? Dạ, bác thích cho bác coi thích cải lương không ạ? Cô ấy nói là đủ rồi, còn tôi thì thích chứ. Dạ, vâng. Đi sang đến Mỹ được xem cái lương dư là đất nước ở nhà mình. Đúng. Dạ, vâng. Cảm ơn bác. Kính thưa quý vị, thì phải nói rằng là chúng tôi khi mà thực hiện những cái phóng sự, những cái buổi mà tường trình đó, phải nói rằng là chúng tôi thấy cái đặc điểm của người Việt Nam chúng ta đó là rất ngại màn hình, kính thưa quý vị. Đôi khi đó là chúng tôi rất muốn rằng là đụng ai thì sẽ hỏi đó, nhưng mà có nhiều quý vị đó thì ngại lên màn hình, cho nên là cái đó là cũng là đặc điểm của người Việt Nam mình. Đôi khi là thấy màn hình là ngại, không muốn xuất hiện. Nhưng mà quý vị thấy những người Xuân Phương thấy, khi mà những đài truyền hình Mỹ đó, quý vị thấy những sự kiện nào đó mà phóng viên không cần phải đưa mic vào, không cần phải đưa camera vào, thì tự họ đã chạy tới camera để mà say hi với tất cả mọi người. Thì quý vị thấy rằng là cái tạo lên một cái rất là dễ làm việc cho những phóng viên như chúng tôi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi không biết rằng là, xin hỏi đoàn diễn đã chuẩn bị gần xong chưa ạ? Có nghĩa là chưa nói tín hiệu, có nghĩa là chưa xong, có nghĩa là Hưng Yên còn phải làm nhiệm vụ. Bây giờ mình tiến sâu xuống một chút để hỏi cảm tưởng một vài người đi. Vâng, chắc. Dạ vâng. Dạ vâng, hình như là Hưng Yên đi tới đâu thì ai cũng né tránh. Dạ vâng, cô tên gì ạ? Dạ, tôi tên là Alice Huynh. Dạ vâng, chào cô. Cô chia là vài cái cảm tưởng của cô khi xem hồi nãy đến giờ ạ. Tôi thấy cải lương là một cái văn hóa của miền Nam. Có lẽ là mời cô đứng dậy để quay vào camera. Dạ. Tôi thấy cải lương đó là một cái thực ra văn hóa miền Nam. Mà muốn cai trị miền Nam, mình cần phải hiểu tâm tình của cải lương. Và ở đây trong cái vở này, nó nói lên cái hào hùng không những của một người công dân Việt Nam, mà của một người đàn bà Việt Nam. Trong đó có tình mẫu tử, có tình thương của quốc gia. Mà hai cái đó, một là mẫu nghi, hai là mẫu tử. Hai cái đó, trong tiếng Anh nó gọi là intertwine với nhau, là nó chen lấn với nhau. Mà nó tạo nên một cái sự xúc động cho cái vở tuồng này. Và tôi rất là cảm động. Và cũng cảm ơn luôn chương trình của các anh đã đem đến cho người Việt chúng ta ở đây một cái niềm vui như vậy. Và cảm ơn cô rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, thì chúng tôi cũng phải tiến gần lại sân khấu rồi. Bởi vì tôi biết rằng là thời gian không còn nhiều để cho đoàn diễn sẽ tiếp tục. Và kính thưa quý vị, vở diễn này phải nói rằng là khi mà chúng tôi quyết định thực hiện vở diễn tiếng Anh gọi là tiếng trống Mê Linh trước đây, và khi này là vở Thái Hậu Dương Văn Nga, thì kính thưa quý vị rằng là chúng tôi cũng phải ngồi bàn bạc với nhau, và Hưng Yên cũng đã từng nói trên làn sóng rồi, Xuân Phương,
lần trước á, thì cũng lỗ, nhưng mà chúng tôi biết rằng là đã lỗ và cũng sẽ lỗ thôi. Nhưng mà đó là chúng tôi thường nói là chuyện nhỏ đó. Nhưng mà cái khí thế và quý vị mà đến đây để mà yêu thích cải lương, chúng tôi cảm tạ vô cùng. Để mà chúng ta tiếp tục sau này chúng ta có những vở cải lương mà nhiều khán giả hồi nãy nói với tôi rằng là bữa nào diễn cái vở Ngọc Hân Công Chúa để cho biết được là vua Quang Trung đại thắng quân Thanh vào năm Kỷ Dậu như thế nào, để thấy được cái sự hào hùng tiếp nối của những thế hệ vua sau này từ thời Hai Bà Trưng, từ thế kỷ thứ hai cho đến Thái hậu Dương Văn Nga, rồi trước đây là những trận Bạch Đằng, những chi lăng của vị tiền nhân chúng ta, và bây giờ thì sau đó là vua Quang Thanh đại thắng, vua Quang Trung đại thắng quân Thanh mùa xuân năm Kỷ Dậu, và tất cả những bài học lịch sử đó, tất cả những kỳ tích đó, chúng tôi là những thế hệ hậu duệ không còn cách nào hơn xin nhắc lại để mà chúng ta phát huy, để mà thế hệ em của chúng tôi, cháu của chúng tôi biết đến cái kỳ tích và cái thắng lợi của quân của ông cha ta trước bọn quân Tàu to lớn như thế. Mà hồi nãy Hương Yên rất là tâm đắc một câu của bà Thái hậu Dương Văn Nga rằng là nước lớn có cách đánh của nước lớn, nước nhỏ có cách đánh của nước nhỏ. Và câu đó chúng ta đã chứng minh được trong lịch sử của cha ông chúng ta đã bao nhiêu những chiến thắng kỳ tích vẻ vang mà chúng ta không thể nào quên, và chúng ta nếu quên, chúng ta không nhắc, đó là chúng ta có lỗi với thế hệ mai sau rồi. Và đó chính là cái điều mà thôi thúc chúng tôi thực hiện những vở lịch sử này để mà thực hiện, để mà duy trì, và đặc biệt là tại hải ngoại này. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị, và chúng tôi mong rằng nếu có những dịp mà chúng tôi làm những vở như thế này thì rất mong nhận được sự ủng hộ tiếp tục của quý vị. Và quý vị không phải ủng hộ chúng tôi, không chỉ ủng hộ chúng tôi, mà quý vị giúp cho chúng tôi để mà chúng tôi tiếp tục con đường gìn giữ cái giá trị nghệ thuật và gìn giữ những văn hóa Việt Nam và gìn giữ cái tinh thần chống Trung Cộng của tổ tiên ta. Và xin cảm ơn. Thì sân khấu vẫn chưa nói rằng là xong. Đoàn diễn đã xong chưa ạ? Dạ vẫn chưa xong, và Hương Yên phải nhường lời cho Xuân Phương nữa rồi. Xuân Phương chỉ xin là quý vị một tràng pháo tay cho phụ nữ Việt Nam ha quý vị. Như vậy là chưa xong nữa thì chắc phỏng vấn tiếp Xuân Phương. Vâng. Lúc nãy là đi hướng này rồi, bây giờ mình đi hướng này. Dạ vâng. Đề nghị anh đèn đừng có chiếu thẳng vào mặt Hương Yên, Hương Yên đâu có thấy ai để hỏi đâu. Dạ vâng. Chào cô. Cô chú hôm nay đi xem cải lương là Hưng Yên hỏi cô chú rằng là có lẽ là mời Xuân Phương đến đây cùng hỏi với Hưng Yên luôn được không? Cô chú đi xem cải lương là bởi vì cô chú thích cải lương, hay là cô chú đáp ứng cái tinh thần chống cộng, hay là cô chú ủng hộ đài BWN, hay là cô chú vì tất cả lý do trên ạ? Được chú trước ạ. Tất cả lý do trên. Vì tất cả lý do hết, đủ mọi mặt hết. Lý do nào là mạnh nhất ạ? Ủng hộ đài BWN. Dạ vâng, lý do mạnh nhất là ủng hộ đài BWN TV. Bây giờ Hương Yên hỏi là quý vị này, ai tới đây lý do mạnh nhất vì ủng hộ đài BWN TV cho tràn pháo tay nào? Quý vị nghe nhé, quý vị nghe. Dạ vâng, để từ cái này là Xuân Phương mới được biết có một fan hâm mộ của Xuân Phương đó quý vị. Con tên là gì? Con. Hỏi màn cho màn nói dùm con ấy. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi thêm một điểm nữa thì phải nói rằng là trong cái vở tuồng Thái hậu Dương Văn Nga thì cô đã từng coi trước đây chưa? Chưa. Dạ vâng, chú đã coi chưa chú? Dạ chưa bao giờ. Dạ vâng, nếu mà chú chưa bao giờ coi thì ý kiến của chú, cái cảm nhận của chú khi xem vở cải lương này? Khi xem vở cải lương này thì tôi thấy dân Việt Nam của mình cũng rất là đàn bà, cũng anh hùng luôn. Thật là chân thành mà cô nói một câu mà Hương Yên thấy điều đó không sai chút nào. Chúng ta cũng phải thấy là từ thời Hai Bà Trưng và Triệu chúng ta đã có, mà trong cái vở Tiếng Trống Mê Linh chúng ta cũng đã thấy. Thì thưa chú, nếu mà nói với các thế hệ con cháu của Hương Yên, thế hệ em của Hương Yên về cải lương, về tổ tiên, cái tinh thần chống giặc Tàu, thì chú nói điều gì với thế hệ đó? Tôi thì lúc nào cũng ủng hộ và khuyến khích con cháu tôi chống lại Trung Quốc.
Cảm ơn chú. Và cuối cùng thì xin hỏi cô chú tên biết tên ạ. Dạ tôi tên Tuấn ạ. Cảm ơn cô chú Tuấn. Kính thưa quý vị, thì một lần nữa Hương Yên hỏi toàn diện đã sẵn sàng chưa ạ? Chưa nghe có nghĩa là chưa sẵn sàng phải không ạ? Như vậy thì sư phụ xin được một vài phút để mà một lần nữa cảm ơn tất cả các nhà bảo trợ cho chương trình cải lương Thế Hậu Nguyễn Vương Nga của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại. Thì gồm có công ty Bình Minh, nhà thuốc Hoa Đà, luật sư David Vương, văn phòng nha khoa Nhân Hiền, văn phòng nha khoa Healthy Dental và công ty Đầu Trần Construction và cũng công ty địa ốc Vài Mượn Precious. Và hình như là Dung Phương thấy cái màn nó rung lên rồi, không biết là bên trong các anh chị dạ, đúng chị rồi. Sẵn sàng chưa? Dạ đúng rồi, đã sẵn sàng rồi. Nãy giờ rất là cảm ơn hai MC rất là duyên dáng. Kể từ nay rực rỡ anh Minh Châu, để văn minh hào kiệt giống tiếng rồng, đời đời bất khuất. Ta vừa khoác lên vai những thử thách rất tự hào của nòi giống tiên rồng của mấy ngàn năm bất khuất. Lưng ngựa là ngai vàng, ta thiết triều nơi trận mạc, cùng ba quân đuổi giặc cứu sang hà. Đoàn diễn đã thực hiện thành công. Ban biên tập của đài cảm ơn sự bảo trợ của các nhà tài trợ, công ty dược thảo Bình Minh, văn phòng luật sư David Vương, nhà thuốc Hoa Đà, văn phòng nha khoa Healthy Dental, văn phòng nha khoa Nhân Hiền, đội Trần Construction và kính thưa quý vị, ông Phạm Công, một mạnh thường quân tại Houston, cũng đã bảo trợ 1.000 Mỹ Kim cho show diễn nhiều ý nghĩa này. Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ của khán giả đến thật đông đã chứng minh một điều là nghệ thuật cải lương sẽ tiếp tục được duy trì và tinh thần dân tộc chống quân xâm lược phương Bắc sẽ được tôn vinh và phát huy. Nhiều khán giả chia sẻ với chúng tôi ngay tại sân khấu đến xem vở diễn vì ủng hộ đài và muốn gìn giữ môn nghệ thuật dân tộc. Có đồng hương cho biết đến vì bất bình trước sự ngang ngược của Trung Cộng và sự nhu nhược của Cộng sản Việt Nam. Sau vở diễn, khán giả đã tỏ ra tâm đắc và ngỏ ý đài BYN-TV nên tiếp tục tổ chức những show diễn có ý nghĩa như thế. Ở cải lương này phải nên duy trì mọi cải lương. Và thứ nhất là cải lương là phải thích hợp với cái hoàn cảnh hiện tại. Ngày hôm nay là cái hoàn cảnh hiện tại đó là tụi Trung Cộng nó đang, nghĩa là lấn áp mình. Thì cái vở này nó nói lên được cái tinh thần của người Việt bất khuất, không bao giờ chịu thua. Các tổ tiên mình ngày xưa mũ áo cân đai mà còn thắng mà còn giữ được biên thùy thì mình không cách chi. Với cái kỹ thuật bây giờ mình không cách chi, với tinh thần của mình bây giờ không cách chi mình thua tụi Trung Cộng. Mà muốn thắng thì mình phải lật đổ Cộng sản trước tiên. Vì nó là cái đầu mối bán nước chứ mình không có bán nước, đúng không? Cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn những ý kiến của cô. Dạ, cảm ơn. Điều thứ nhất là tôi phải cảm ơn BYN và anh Quốc Bình với Xuân Phương cũng như toàn thể ban, là bởi vì là tôi vẫn nhớ cái câu là tiếng Việt còn thì người Việt còn, thì bây giờ mình nên thêm cái câu rằng là thế mà cải lương còn thì cái văn hóa Việt Nam sẽ còn. Thành ra chương trình của mấy anh chị phát huy rất là hay, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là cái vở tuồng này đưa ra đúng thời điểm, đúng cái thời gian là hồi xưa nước mình đời nhà cuối đời nhà Đinh đã đánh Tống để giữ được nước Việt, thì bây giờ cái tinh thần người Việt mình là phải đánh được Cộng sản và đánh đuổi được người Tàu, không cho người Tàu xâm lăng Việt Nam. Và tôi rất phục cái câu mà bà Dương Vân Nga nói là kẻ nào mà xâm lấn mà gây xương máu thì nó phải trả bằng máu xương. Mà người nào mà nó gây chiến tranh, giao kiếm thì nó phải lãnh lại bằng cái đó.